Khoan chị đợi em xíu ha, À. chị nói lớn lên em nha. Dạ. À, dạ em chào chị. À, hôm nay chị gọi lên kênh của em thì chị có câu chuyện gì cũng nhờ em giúp vậy. Chị có làm may gia công cho cái anh Lê Hồng Phong hôm bữa có lên tìm bạn trên trên kênh của em đó. Rồi có may cho ảnh một tháng mà bây giờ mấy tháng rồi anh không có trả tiền. Vì Có à, chị xin hỏi chị tên gì? tên Phượng ở Kiên Giang. À, chị tên Phượng ở Kiên Giang. Là có chuyện chị là quen với một cái anh mà tên Phong, có đưa hàng gia công cho chị rồi làm không không trả tiền hả? Dạ. Ông hẹn lần hẹn lựa hoài mà ông không có trả. Trời ơi, bao nhiêu tiền chị? Hai chục triệu với 26 20 triệu 600 ngàn. 20.600.000 là tiền gia công luôn hả? Tiền gia công rồi ông bệnh ông nhờ em mua thuốc cho ông đó rồi hết cái triệu nữa rồi cộng vô đó luôn á, ông cũng không trả luôn. Rồi mình có gọi điện mình nhờ kêu anh trả chưa? Có gọi hoài mà ông hẹn mai mốt rồi ông hẹn ông ra ngân hàng ông rút ông trả rồi ông nói ngân hàng bị tài khoản của ông bị chặn bị gì đó cũng không được rồi ông hẹn nay mai hoài vậy đó rồi bây giờ cũng gần 4 tháng rồi Bây giờ chị gọi ảnh được không? gọi ông không nghe. À, gọi không bắt máy luôn hả? Ở lúc mai thì ông hối mai ngày mai đêm 4 giờ sáng là hai đứa làm gần chết luôn, bệnh cũng không dám nghỉ luôn. Rồi mai mai cho ông đã cái giờ cái ông nói là người ta không trả cho ông. À, một số tiền 20 mấy triệu đó là chị may ngồi may ngày may đêm rồi mấy tháng luôn mới được nhiêu tiền đó, rồi cuối cùng giờ ổng không trả chị luôn. Một tháng may cũng như nguyên năm mà ổng may được có một tháng một à là ổng nói là ngưng hàng không may nữa. Bên đó bán ế không may nữa rồi ổng ngưng lại rồi tới giờ là 4 tháng rồi đó ổng không đưa cho em. Mà À, trước may cho ổng mấy năm là em bị lần này là lần thứ ba đó ổng không có trả. Rồi xong mấy lần cái may đắt quá đó thì ổng cần em thì tự động ổng gửi ổng trả được hai lần. Mà cũng ông để cũng cả năm vậy đó rồi lần này là ông nghỉ mai luôn rồi không có mai nữa không rồi có rồi sao chị mà ở dưới An Giang hả? Chị sao biết ổng trên đây, ổng trên Sài Gòn mà sao biết được? ở Kiên Giang tại Kiên lúc Giang. đó con nhỏ em nó may trên đó đó nó may cho ổng rồi xong nó về quê đó rồi nó mới giới thiệu lúc đó vợ ông còn sống rồi cũng may đó may cũng được 5 6 năm gì đó. Rồi bây giờ lúc mà có hàng đồ thì ông cũng trả bình thường. Mà lúc mà hết hàng, không còn hàng mai thì không trả cho mình. Chị đó hả? Dạ. Chị biết nhà ổng không? Ông có cho địa chỉ đâu mà hôm rồi em lên thì địa chỉ đó tìm không được. Nhà nhà ổng hay là nhà thuê? Ông thì ông nói nhà ổng đó mà sao nhiều người thì nó lại, ông nói dốc. Mà phải ổng không có tiền gì đâu, ổng cũng chạy xe hơi rồi SH gì tùm lum hết trơn, vàng vòng đeo tùm lum hết trơn vậy đó mà không tại ổng không muốn trả cho mình á. À, chị mình có những có mình có giấy tờ hay là có cái gì mà biết là anh này mình gia công này nọ là có nợ tiền chị mình có bằng Thì chứng gì không? nhắn tin qua lại là ổng hẹn trả cho em đó. Ông hẹn là hẹn ngày này ngày kia ngày nọ rồi ông gửi cho em lô gì đó là ông có hẹn chưa mà À, rồi nãy em nghe chị nói là cái vụ tiền thuốc là như thế nào, chị có thể nói ra đây cho cộng đồng mạng biết không? lúc ông nói ông bị nhức á rồi cái em uống cũng từng uống thuốc đó thấy nó hết rồi sao mới giới thiệu cho ổng cái em kêu mua cho ổng cái mua giùm cho ổng mua giùm cho ổng đâu có chịu rồi gì đó rồi cũng em gu luôn rồi thì em cứ cộng đại vô đó vậy đó. Đã có nghĩa là ổng nhờ thuốc nhờ chị mua thuốc uống giùm Dạ. rồi mà không trả tiền cho chị, rồi cộng luôn tiền mà chị làm may gia công mà mấy tháng trời đó, làm Dạ. ngày ngày đêm luôn, và
và cuối cùng lại bây giờ ông không trả luôn, mà nghe nói là ổng đi xe hơi FH đầu tùm lum hết hả? Lum vàng vòng đeo đỏ hết trơn vậy đó, mà nói hai ba căn nhà vậy đó mà không muốn trả thì mình vậy là chắc ông muốn quỵt luôn rồi thì đó. Ờ nào bà... như mà có khách đặt hàng đồ á, không có ai mai cho ổng á, thì ổng gọi xuống mình, ông cần thì ông trả cái tiền nợ đó rồi mình làm cho ổng vậy đó, mỗi lần vậy đó, mà để cả năm giờ đó nghe. Còn lần này là ông không có ai đặt ông mai nữa hết rồi, nghỉ luôn rồi. À, chị có biết bao nhiêu người giống như bị giống như chị không? Hình như là ở dưới quê này có mình anh chị là nhận của ổng thôi, rồi ở trển gần mấy người ở gần đó thì ông trả hết trơn à, chỉ có mình ở dưới quê đó, rồi ổng vậy đó, ông muốn làm sao ông làm vậy. À, chị đó hả? Em thấy lên trên mạng kết nối yêu thương nói dữ lắm mà. Gì đó, nói gì, nói dốc, nói gì đâu không. À, là nói, chị xem. Nói đang đứng ở chỗ ngân hàng rút tiền để chuyển về trả. Mà rồi cái xong mới nói hết giờ làm việc. Hết giờ làm việc rồi sau qua bữa sau cái tới 11 giờ gửi cái nói là đang đứng chỗ ngân hàng, đang xếp hàng đợi. Rồi cái xong mới tài khoản bị khóa gì đó, phải mở ra mới được. Rồi xong rồi hẹn hoài tới giờ, hồi trong Tết tới giờ. Đã từ Tết tới giờ là chị có liên lạc được không? Gọi thì ông không nghe, mà ông chỉ nhắn tin, ông hứa không hẹn hoài. À, hứa hẹn hoài luôn. Dạ. Chị có nói là nếu mà anh không trả là cộng đồng mạng lên tiếng, lên cộng đồng mạng bạch mặt ổng ra không? Có, ông nói để từ từ đi rồi ông trả cho. Còn em muốn làm gì thì em làm. Còn em muốn làm gì thì em cứ làm. Nói với chị vậy luôn hả? Dạ. À, thì giờ bây giờ em nói chị nghe nè, nãy giờ chị nói chung là nói câu chuyện với chị á, như vậy là chị có dám chịu trách nhiệm trước những lời nói của chị không? Chịu mới lên đây đó chứ. Chị có hình ảnh của ổng không? Có. À, cái hình ảnh mà chị gửi cho em hả? Cái Zalo nhắn với mình là có cái hình ổng đại diện nha, mà sau này rồi cái ổng có tính toán gì không biết mà ổng để cái hình nền trắng luôn. Nhưng mà trước đó thì mình cũng cẩn thận, mình chụp lại hết mấy tấm hình ổng ở trong đó rồi. À, là có nghĩa là trước đó thì nhắn tin chị để hình đại diện bình thường, và khi chị mà nhắn tin nói mà anh không trả tôi là tôi sẽ nhờ cộng đồng mạng lên tiếng, thì lúc đó là ổng xóa hết tất cả những cái hình đại diện luôn. Xóa hết luôn, để hình trắng hết luôn. À, bây giờ là gọi điện là không mất máy luôn. Gọi điện thì không mất máy, vẫn để gheo vậy đó, nhưng mà mình nhắn tin thì mình hăm dọa nói nãy kia thì trả lời, còn mình nhắn tin đòi tiền bình thường thì không thèm trả lời luôn. À vậy đó hả? Rồi vậy là ông này chắc ổng ổng lừa rồi. Em hay là còn cho lương cho thợ đồ tùm lum hết trơn, rồi mình tính dồn làm một tháng nâng tới Tết nâng có tiền nâng sắm này kia cho con cái ăn học này kia, rồi trả nợ trả nần này kia, có cuộc ông dồn cái ông không trả mình cái hết đường xây sở, hết ăn Tết luôn. Trời ơi tội không đó đó đi một tháng, làm một tháng trời mà 3-4 giờ sáng thức làm đó, công cực ngồi cực khổ làm mà ngồi may từng đồng từng cắt mấy tháng trời mới được tiền đó, định là kiếm tiền để mà xài Tết mua đồ Tết rồi ha, không ngờ ổng không trả luôn. Ông già chồng bệnh nằm bệnh viện nằm cấp cứu đó, mà nuôi được có ngày, hai chồng nuôi được ngày, rồi cái nhờ bà con lên chăm ổng giùm, đang chạy về đang may đang làm cho ổng, ổng hối làm rồi xong cái gì rồi. À, mỗi lần mà trực tiếp đi giao hàng hay là mình chuyển xe chị? Em chuyển xe Vương Trang đó, gửi một lần cũng 100 mấy 200 ngàn mà xong một tháng là cũng hết mấy triệu bạc tiền xe. À, chi phí đó là mình tự chịu hả? Ông gửi xuống thì ông chịu, còn mình gửi lên thì mình chịu vậy đó. À, chị có nhắn nhủ gì đôi lời gì với cho anh đó không? Chị nói đi. Em nhắn hết trơn ở trong đó rồi. Em nhắc không, bây giờ này cái video chị gọi cho em nè, chị có tâm sự hay chị muốn nhắn nhủ về ảnh này chị cứ nói đi. Anh Phong, anh có nghe những lời em nói thì anh tranh thủ anh gửi anh trả cho em nha, để em nhờ mấy anh này đăng lên rồi anh đừng có trách em.
Dạ, thì hôm nay là chị gọi cho em thì chị cho phép em đăng tải cái video này lên không, trên mạng không? Anh cứ đăng đi. Tại Rồi. vì trước đó em cũng có nói với anh rồi, em nói em cho thời gian ảnh rồi đó, mà bữa giờ là cũng lâu rồi. Giờ anh Dạ. nói em muốn làm gì thì em cứ làm đi, Dạ, không thì chị cũng chịu trách nhiệm trước những lời nói của mình ha, và khi mà em đăng tải lên cũng không được, không có xóa clip được nha chị nha. không khỏi cần xóa gì chưa, em đã cho anh biết. Cái này em nói chị trước như vậy đó. Dạ, thì chị nhờ anh em ta đăng tải lên thì anh em sẽ đăng tải lên nha chị. Dạ, có thông tin gì em sẽ gọi cho chị nha. Dạ, em chào chị nha. Cảm ơn anh.